trọng được giới thiệu vận động nhiệt chào đón sự diện của ông Lê Ô Bích, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy huyện Việt Yên. Xin được trân trọng giới thiệu và nồng nhiệt chào đón sự diện của ông Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân huyện Việt Yên. Xin được trân trọng giới thiệu và nồng nhiệt chào đón sự diện của ông Nguyễn Xuân Quang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Bích Động. Trân trọng được giới thiệu ông Vũ Hồng Luân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Bích Động. Quý vị, về phía đại diện của chủ đầu tư, chúng tôi trân trọng được giới thiệu và nồng nhiệt chào đón ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Tổng Giám đốc Thường trực Công ty Cổ phần AAC Việt Nam. Về phía đại diện của Tiana Holdings Việt Nam, trân trọng được giới thiệu ông Trương Long Hải, Giám đốc Kinh doanh và Phát triển Toàn xét Tiana Holdings Việt Nam. Về phía đại diện đơn vị bảo trợ tài chính, xin trân trọng được chào đón ông Lại Văn Công, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng hải chi nhánh Bắc Giang. Về phía các đơn vị đối tác, chúng tôi trân trọng được giới thiệu và nồng nhiệt chào đón ông Nguyễn Văn Tùng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bất Động Sản Sunrise. Xin được giới thiệu và nồng nhiệt chào đón ông Lê Đình Trung, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bất Động Sản Sealand. Và trong sự kiện đặc biệt thì hôm nay một thành phần quan trọng hơn cả, hay nói đúng hơn là quan trọng nhất, đó là sự góp mặt của tất cả những quý vị khách hàng, những nhà đầu tư đang hiện hữu tại đây. Xin cảm ơn và hân hạnh được đón tiếp tất cả quý vị. Thank you.
luôn mang theo ước mơ, mang theo sự kỳ vọng của tất cả quý vị về một cuộc sống tươi đẹp, về một nơi an cư lý tưởng lạc nghiệp, một cuộc sống đặc biệt.